Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Hoàng Anh. Thì hôm nay Hoàng Anh sẽ làm cái món sầu riêng nướng. Đây là lần đầu tiên mình làm món này. Đây trái sầu riêng đây các bạn ơi. Xin mời các bạn theo dõi nha. Sau khi có than thì mình sẽ bỏ trái sầu riêng lên nướng nha các bạn. Bình thường trong trái sầu riêng thì nó đã thơm rồi các bạn ơi, nó chín nó đã thơm rồi. Bây giờ nướng cái mùi nó bốc lên nó càng thơm hơn nữa. Cá múa bắt đầu nó nứt ra luôn rồi các bạn ơi.
mà mình sẽ đem xuống và khui ăn nha các bạn. Thơm quá. Bắt đầu tiến hành mình xẻ ra nha các bạn, rất là thơm luôn, nứt hết trơn à, muối nứt ra luôn, thơm nứt ra luôn các bạn ơi. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Thơm nước mũi luôn. Các bạn chờ mình đi rửa tay xong rồi mình vô mình sẽ tiến hành mình ăn thử nha các bạn. Nóng quá các bạn ơi, rất là nóng luôn, thơm nữa. Xin mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rất thơm, rất béo luôn các bạn ơi. Nóng còn nóng luôn mà thơm. Mình nghĩ là chắc là có thể là dùng nhiệt thì nó sẽ thơm hơn bình thường. Hộp sầu riêng này mình có thể nướng nó ăn rất là thơm luôn nha các bạn. Sau khi nướng lên thì nó sẽ bùi, bùi và thơm lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo.